Thánh Simon và Giuda tông đồ. Hai thánh tông đồ Simon và Giuda, còn gọi là Tadeo, là hai vị ít nổi đình đám bên cạnh các thánh tông đồ khác như Phêrô, Andrê, Jacôbê, Gioan, Philippe, Matthew, Thomas. Lý do là vì hai vị ít được nhắc đến trong tin mừng, ngoài một số đoạn như Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 4, Marco chương 3 từ câu 13 đến câu 19 và Công vụ các tông đồ chương 1 từ câu 12 đến câu 13. Đặc biệt tin mừng Luca chương 6 từ câu 12 đến câu 17. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là các ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông, sau đó là các ông Jacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuda con ông Jacôbê và Giuda Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Tin mừng cho chúng ta thấy rõ bối cảnh chọn nhóm 12. Đức Giêsu đã chọn các tông đồ sau một đêm dài cầu nguyện trên núi, và Ngài đã chọn các tông đồ từ hàng ngũ những môn đệ đi theo Ngài. Trong số các tông đồ, hai vị được giáo hội mừng chung do chung sứ vụ và cùng chết ở Bethse là Thánh Simon, biệt danh Simon Quá Khích, người làng Cana, nơi Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên, và Thánh Giuda anh em với Thánh Jacôbê hậu, còn có tên khác là Tadeo. Sở dĩ Thánh tông đồ Simon mang biệt danh Quá Khích bởi Ngài thuộc nhóm Zealot, nghĩa là hăng say quá đáng, sốt sắng quá đà theo nguyên ngữ Do Thái Zelo, trước khi đi theo Đức Giêsu. Như chúng ta biết, năm 63 trước công nguyên, tướng Pompey của quân đội đế quốc Roma đã chiếm đóng Jerusalem và thiết lập ách thống trị trên toàn vùng Palestina. Chính trong hoàn cảnh chính trị này, nhiều nhóm quốc gia dân tộc đã hình thành với cùng mục đích đánh đuổi đế quốc Roma và phục hồi độc lập dân tộc. Một trong những nhóm này là nhóm Zealot Quá Khích, chủ trương giữ lề luật một cách cực đoan, quá khích và dùng bạo lực để giành lại độc lập. Một điểm đặc biệt khác là tinh thần vì luật của nhóm này có nhiều điểm tương đồng với các người Pharisêu. Năm 66 sau công nguyên, nhóm quá khích đứng đầu bởi Giuda người xứ Galilee đã kêu gọi toàn dân khởi nghĩa chống chính quyền Roma. Khi người Roma áp đặt siêu cao thuế nặng và mở rộng ách thống trị trên vùng Judea, phong trào quá khích đã ám sát nhiều người Roma và những người Israel làm tay sai cho đế quốc, nhưng không đưa đến kết quả nào vì bị trấn áp rất tàn nhẫn bởi quân đội đế quốc, mà hậu quả là thành Jerusalem bị thất thủ và bị tàn phá năm 70 sau công nguyên. Hai đoạn tin mừng sau đây giúp chúng ta phần nào thấy rõ bối cảnh xã hội thời Đức Giêsu với những mâu thuẫn chính trị. Thứ nhất, vấn đề nộp thuế cho Caesar, hoàng đế Roma. Mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herode đến gặp Đức Giêsu và nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đem cho Người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp:
của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ, của Caesar, trả về Caesar, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Thứ hai, vấn đề bạo lực. Khi đám thần tế và kỳ mục vây bắt Đức Giê-xu trong vườn cây dầu, một trong những kẻ theo Đức Giê-xu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tai. Đức Giê-xu bảo người ấy, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể cứ cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh làm sao ứng nghiệm được? Quả thực, bầu khí chính trị những ngày cuối đời của Đức Giê-xu thật ngột ngạt. Nhưng Đức Giê-xu đã không ủng hộ giải pháp bạo lực trước những mâu thuẫn. Trái lại, Ngài kêu gọi tinh thần hòa giải, bất bạo động khi nhắc nhở môn đệ của Ngài xỏ gươm vào vỏ. Phần thánh Giuda con ông Giacôbê, còn được gọi là Tadeo, Ngài truyền giáo ở vùng Samari, Arabi, Seri và chết đóng đinh tại Bethse cùng với thánh Simon biệt danh quá khích, mà xã hội cùng mừng kính vào ngày 28 tháng 10 hàng năm. Suy nghĩ về ơn gọi làm tông đồ, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố quyết định trong ơn gọi là chính Đức Giê-xu kêu gọi người Ngài muốn. Sau đó, ơn gọi không đến từ con người, nhưng từ Thiên Chúa, và con người chỉ có thể đáp trả hay chối từ. Trong tin mừng, Đức Giê-xu luôn tỏ ra ý muốn của Ngài khi gọi ai đó đi theo Ngài. Ngài biểu lộ ý muốn tuyển chọn của Ngài và thực hiện ý muốn đó bằng một cử chỉ, thái độ hoặc lời nói rất rõ ràng, chính xác, không thể nghi ngờ. Thiên Chúa gọi những người Ngài muốn và Ngài muốn kêu gọi tất cả mọi người. Điều này không mâu thuẫn vì mỗi người được gọi vào một vai trò, một sứ vụ, tuy khác nhau nhưng cùng mục đích phục vụ nước trời. Mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuda, chúng ta cầu nguyện cho các giám mục là những vị kế nhiệm các thánh tông đồ trong sứ vụ rừng cột của hội thánh. Nếu buổi ban đầu của hội thánh, các thánh tông đồ đã đổ máu vì yêu mến các giáo đoàn được trao phó, đã hiến mạng để đoàn chiên được sống và sống dồi dào, thì mãi mãi đến tận thế, các giám mục cũng không thể đi ra ngoài quỹ đạo của thánh giá. Tuy không bị đóng đinh, chém đầu như các thánh tông đồ trừ thánh Gioan, nhưng đời mục tử của các ngài là cuộc tử nạn mỗi ngày hơn, bởi không trái tim mục tử nào lại không biết mùi chiên, không nỗi đau nào của mục tử lại không gắn liền nỗi khổ của chiên, không sầu buồn nào của mục tử lại không dính chặt thân phận của chiên, không ngậm ngùi nào của mục tử lại không ôm chặt đời chiên nghiệt ngã, và không lỡ bước, lầm đường, yếu đuối, tội lụy nào của chiên lại có thể vượt khỏi trái tim mục tử hay chạy lòng xót thương. Xin Chúa thương gìn giữ và đồng hành với Đức Thánh Cha và các giám mục, để đoàn chiên là chúng con chẳng phải sợ gì, cũng chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, có Chúa là mục tử. Exulte, Lordis Gaudiis, celum resulte laudibus, apostolorum gloria. Thank you.
friends unto me, O God, and held in highest honor. Their rule and governance is exceeding steadfast. Lord, thou hast searched me out and known me. Thou knowest my down-sitting and mine uprising. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Right dear are thy friends unto me, O God, and held in highest honor. Their rule and governance is exceeding steadfast. Jesus said, "These things I command you, that ye love one another. If the world hates you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. He that hateth me hateth my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin, but now have they both seen and hated both me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, he shall testify of me, and ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning." Thou shalt make them princes in all lands. They shall remember thy name, O Lord. Instead of thy fathers thou shalt have children. Therefore shall the people give thanks unto thee. Alleluia. Right dear are thy friends unto me, O God, and held in highest honor. Their rule and governance is exceeding steadfast. Alleluia. O Lord, hear our prayer, and let our cry come unto thee. Let us pray. We beseech thee, Almighty God, to have respect unto thy people who this day rejoice in the heavenly birthday of thy glorious apostles, Simon and Jude, that as they continually stand before thy presence as our intercessors, so we may the more worthily receive thy bounties, through Jesus Christ, thy Son, our Lord, who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, ever one God, world without end. Amen.